Tại sao chúng ta phải dùng kem chống nắng mỗi ngày? Điều đó có thật sự cần thiết hay không? Thì khi chúng ta đi ra ngoài trời nhiều, chúng ta làm việc ở ngoài trời, chúng ta làm việc ở công ty, thì nó sẽ có những cái ánh nắng mặt trời hoặc là ánh điện quang. Những cái ánh nắng đó nó sẽ chiếu trực tiếp vào da chúng ta, nó sẽ làm da chúng ta sẽ bị đen, bị sạm, và lâu dần nó sẽ dẫn đến nám và khiến da chúng ta bị không đều màu, và khiến chị em chúng ta sẽ bị mất tự tin. Cho nên chúng ta phải dùng kem chống nắng mỗi ngày, đó là điều cần thiết nhất khi mà chúng ta làm ngồi trời hoặc là chúng ta đi ngồi trời nhiều nha. Vì trong ánh nắng mặt trời nó sẽ có tia UVA, UVB, có thể nó sẽ làm cho da chúng ta bị ung thư. Và da dưới làn da của chúng ta nó sẽ có một cái sắc tố, đó là sắc tố melanin, nó sẽ đẩy lên để nó làm bảo vệ da chúng ta tránh bị cái tình trạng ung thư. Và vô tình cái sắc tố melanin nó lại là màu nâu sẫm, thì nó sẽ khiến cho da chị em chúng ta khi tiếp xúc mặt trời nó sẽ là bị là nó lên màu nâu, nó sẽ là bị sạm và bị nám. Đó là nguyên nhân khiến chúng ta nên dùng kem chống nắng để bảo vệ da, vì 5 năm, 10 năm sau thì da chúng ta sẽ phát nám chứ không phát nám ngay cái lúc đó. Cho nên là hãy bảo vệ da, chăm da trước để chúng ta không phải mất tốn nhiều thời tiền và chi phí và thời gian để chúng ta dưỡng da sau khi bị nám nha. Và như chị em cũng đã biết là kem Jenny này thì nó sẽ có một hộp kem ngày và một hộp kem đêm. Thì đây là bộ mới, cũng là màu, đây là cũng 3 ngày, đây là màu cũ cũng là 3 ngày. Đó. Công dụng của kem ngày này chỉ là chống nắng thôi, và nó sẽ chống nắng cho da, bảo vệ da tối đa, và nó còn thay lớp makeup cho chị em nữa. Khi chị em chúng ta là đánh một lớp mỏng thôi thì chị em đã tự tin đi ra ngoài đường, đi ăn đám tiệc hay là chúng ta làm việc cả ngày rồi. Nếu chị em mà làm nhiều ở ngoài trời á thì chúng ta nên dùng một ngày 2 lần, là buổi sáng và buổi trưa nha. Và bây giờ thì Jenny nó vừa ra một loại kem chống nắng mới nữa. Và cái chỉ số của kem chống nắng này sẽ là SPF 50, nó là phù hợp cho chị em chúng ta dưỡng da chống nắng. Nếu chị em nào kỹ thì chúng ta sẽ dùng kem ngày trước và chúng ta sẽ dùng kem chống nắng sau, thì nó sẽ bảo vệ da chúng ta tuyệt đối luôn, để không có sợ bị nám bị sạm nữa nha. Đó, cái tiếp này sẽ là 290.000 một cái tiếp. Đó, nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ mà chất kem của nó rất là mỏng mịn, cho nên khi chúng ta dùng vào thì nó không có hao bao nhiêu đâu. Còn đây là kem ngày, là đặc biệt là kem chống nắng rồi. Đó, cho nên kem chống nắng rất là quan trọng nha. Chị em nào mà làm ngồi trời nhiều thì chúng ta nên đầu tư kem chống nắng đi. Dù chúng ta có đeo 5-10 lớp khẩu trang nó cũng không bằng một lớp kem chống nắng đâu nha.